Sáng 26 tháng 3, một chiếc máy bay của Singapore Airlines đang thực hiện hành trình từ Mumbai đi Singapore đã bị đe dọa có bom. Chuyến bay mang số hiệu SQ-423 chở theo 263 hành khách và 18 thành viên phi hành đoàn. Sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Mumbai ở Ấn Độ, đã có một cuộc gọi đe dọa rằng có bom trên chuyến bay. Lực lượng chức năng Singapore đã được thông báo về mối hiểm họa vào khoảng 5 giờ 48 phút sáng. Theo giờ địa phương, hai chiếc chiến đấu cơ F-16 của không lực Singapore đã được điều động khẩn cấp để hộ tống chuyến bay SQ-423 về đến sân bay Changi an toàn. Sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Changi, tất cả hành khách trên chuyến bay đã bị kiểm tra an ninh. Cảnh sát cũng đã lục soát chiếc máy bay này. Tuy nhiên, không có vật khả nghi nào được tìm thấy. Sân bay Changi cho biết mọi hoạt động tại sân bay đã diễn ra bình thường ngay sau đó, mặc dù một số hành khách đã bị lỡ chuyến bay nối chuyến. Liên tiếp, sân bay quốc tế Changi của Singapore đã giữ vững danh hiệu sân bay tốt nhất thế giới do Skytrax bình chọn. Trong năm 2018, sân bay đã đón nhận 386.000 lượt cất và hạ cánh, phục vụ hơn 65 triệu hành khách và hơn 2 triệu tấn hàng hóa. Để tìm ra được sân bay tốt nhất, Skytrax đã chọn lọc và lấy kết quả khảo sát của hàng triệu du khách đến từ hơn 100 quốc gia, đi qua hơn 550 sân bay trên khắp thế giới. Mọi chi phí của cuộc bình chọn hoàn toàn do Skytrax bỏ ra, không có bên thứ ba tài trợ để đảm bảo tính trung thực, khách quan của cuộc khảo sát. Các sân bay khác trong top 10 sân bay tốt nhất thế giới năm 2019 còn có sân bay quốc tế Haneda ở Tokyo, Nhật Bản, sân bay quốc tế Incheon ở Hàn Quốc, sân bay quốc tế Doha ở Qatar, sân bay quốc tế Hồng Kông, sân bay quốc tế Chubu ở Nagoya, Nhật Bản, sân bay quốc tế Munich ở Đức, sân bay London Heathrow ở Anh, sân bay quốc tế Narita ở Tokyo, Nhật Bản và sân bay Zurich của Thụy Sĩ. Sân bay Nội Bài của Việt Nam cũng lọt top 100 sân bay tốt nhất thế giới và nằm ở vị trí 86 trong bảng xếp hạng. Vietnam Airlines và Jetstar Pacific cho biết sẽ cung ứng tổng cộng gần 420.000 chỗ, tương đương với hơn 2.000 chuyến bay trên các đường bay nội địa và quốc tế trong dịp giỗ tổ Hùng Vương năm nay từ 12 đến 15 tháng 4 năm 2019, tức ngày 8 đến 11 tháng 3 âm lịch. Theo đó, tổng số chỗ dịp này của Vietnam Airlines đạt 320.000 chỗ, tăng hơn 45.000 chỗ so với cùng kỳ giỗ tổ năm trước. Trong đó, các đường bay nội địa tăng hơn 38.000 chỗ, tập trung trên các đường bay giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Tuy Hòa, Cần Thơ, giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Hải Phòng, Đồng Hới, Nha Trang. Các đường bay quốc tế cũng tăng so với cùng kỳ gần 7.000 chỗ, tập trung cho các đường bay giữa Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc, Đông Dương. Jetstar Pacific cũng cung ứng gần 100.000 chỗ nội địa và quốc tế trong dịp này, góp phần đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân. Hai hãng khuyến nghị hành khách nên chủ động kế hoạch đi lại từ sớm, tăng cường sử dụng dịch vụ làm thủ tục trực tuyến hoặc tự làm thủ tục tại kiosk để tiết kiệm thời gian chờ đợi ở sân bay trước giờ khởi hành. Hãng hàng không Thái Vietjet Air dự kiến tăng tần suất khai thác trên đường bay Bangkok-Đà Nẵng từ 2 chuyến lên 3 chuyến khứ hồi một ngày, bắt đầu từ ngày 12 tháng 4. Theo đó, chuyến bay thứ 3 trong ngày mang số hiệu VZ-964 sẽ khởi hành từ sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok lúc 9 giờ sáng và chiều ngược lại mang số hiệu VZ-965 khởi hành từ Đà Nẵng lúc 11 giờ 15. Ngoài ra, hành khách bay từ Đà Nẵng tới Bangkok có thể lựa chọn các chuyến bay khác trong ngày là VZ-961 khởi hành lúc 13 giờ 15 và VZ-963 khởi hành lúc 18 giờ 10, trong khi chiều Bangkok-Đà Nẵng, hành khách có thể lựa chọn chuyến VZ-960 khởi hành lúc 10 giờ 50 và VZ-962 khởi hành lúc 15 giờ 50. Thời gian bay cho mỗi chặng là 1 giờ và 40 phút. 26 tháng 3, một chiếc Boeing 737 MAX của hãng Southwest Airlines đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Orlando do lỗi động cơ. Được biết, chuyến bay khởi hành từ sân bay Orlando ở bang Florida, Mỹ với điểm đến là vùng sa mạc Victorville, bang California. Đây là chuyến bay chuyển sân của Southwest, hãng đang chuyển những chiếc Boeing 737 MAX chịu lệnh cấm bay sang vùng sa mạc có độ ẩm thấp để giảm thiểu rủi ro hư hỏng các bộ phận trong quá trình lưu trữ và chờ đợi lệnh cấm bay được dỡ bỏ. Những chuyến bay chuyển sân này không chở theo khách, chỉ có phi hành đoàn có mặt trên chuyến bay. Hãng cũng đã được Cục Hàng không Liên bang Mỹ cấp giấy phép đặc biệt để thực hiện những chuyến bay chuyển sân này. Chỉ vài phút sau khi cất cánh, phi hành đoàn phát hiện một bên động cơ bị lỗi và xin quay lại điểm xuất phát để hạ cánh khẩn cấp. Theo thông báo ban đầu của Cục Hàng không Liên bang Mỹ, nguyên nhân sự cố đang được điều tra và nó không liên quan đến hai vụ tai nạn của dòng 737 MAX trước đây.
Boeing vào ngày 27 tháng 3 đã công bố kế hoạch cập nhật phần mềm cho hệ thống tăng cường chức năng điều khiển bay hay MCAS, hay còn gọi là hệ thống chống thất tốc của dòng máy bay Boeing 737 MAX, đồng thời tiến hành huấn luyện phi công trên hệ thống buồng lái mô phỏng sau hai thảm họa của Lion Air và Ethiopian Airlines. Theo đó, Boeing đề xuất 3 thay đổi cho hệ thống MCAS. Thay đổi đầu tiên và lớn nhất là việc bổ sung dữ liệu từ cảm biến góc tấn hay còn gọi là AOA. Thứ hai, dùng để đo độ chất của mũi máy bay. Phiên bản phần mềm trước đó chỉ thu thập dữ liệu từ một trong các cảm biến góc tấn. Nếu chênh lệch từ hai cảm biến đạt 5,5 độ trở lên, MCAS sẽ không được kích hoạt, giúp loại trừ khả năng MCAS bị kích hoạt do dữ liệu sai. Tiếp theo, Boeing cho biết MCAS sẽ chỉ được kích hoạt một lần trong mỗi trường hợp được mô tả là điều kiện bất thường. Thứ ba là phi công có thể ghi đè lệnh lên hệ thống MCAS và kiểm soát máy bay bằng tay. Bên cạnh đó, Boeing cũng công bố chương trình đào tạo phi công qua buồng lái giả lập, giúp họ hiểu rõ hơn về MCAS và cách xử lý khi có sự cố máy bay xảy ra. Phần màn hình hiển thị chính trong buồng lái sẽ xuất hiện cảnh báo nếu dữ liệu AOA không đồng nhất. Boeing cũng cho biết phần mềm cập nhật đã trải qua hàng trăm giờ phân tích, thử nghiệm, kiểm chứng trong một chuyến bay giả lập và hai chuyến bay thử, bao gồm cả cuộc kiểm tra chứng nhận bay với sự chứng kiến của đại diện Cục Hàng không Liên bang Mỹ trên khoang lái. Cục Hàng không Liên bang Mỹ vẫn phải phê duyệt bản sửa lỗi và sẽ mất nhiều thời gian để cài đặt bản cập nhật, kiểm tra và huấn luyện các phi công về những thay đổi. Điều này có thể mất vài tuần trước khi Boeing 737 MAX bay trở lại ở Mỹ và nhiều tháng trên toàn thế giới. MCAS là hệ thống cảnh báo an toàn tự động được lắp đặt trong mẫu Boeing 737 MAX 8 giúp máy bay tránh rơi vào trạng thái chết động cơ hay mất lực nâng vì mẫu máy bay này nặng hơn, có nhiều động cơ tiết kiệm nhiên liệu làm thay đổi khí động lực của máy bay, có thể khiến mũi máy bay bị hướng lên cao trong một số điều kiện nhất định. Boeing đã đưa ra hướng dẫn để phi công vô hiệu hóa MCAS trong trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, các phi công cũng nhận ra rằng họ chỉ có 40 giây để thao tác để có thể tránh thảm họa, tương tự như vụ rơi máy bay Lion Air và Ethiopian Airlines.